Chào mừng quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình livestream cách tuần mỗi thứ sáu của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Chương trình nhằm cung cấp những thông tin chính thống đến từ các chuyên gia của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, vết thương là tình trạng chúng ta thường phải đối mặt sau tai nạn, sau bệnh lý nội khoa hoặc là sau phẫu thuật. Nhưng mà không phải ai cũng biết được những cái nguyên lý của việc chăm sóc vết thương và tầm quan trọng của việc chăm sóc vết thương. Thì hôm nay, bộ phận truyền thông của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương xin mời đến hai chuyên gia để chia sẻ với chúng ta và xin cảm ơn sự tài trợ của công ty Alphatech Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình có sự hiện diện của hai chuyên gia là bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Châu Duyên và chị Phương điều dưỡng khoa chấn thương chỉnh hình. Xin mời hai vị chuyên gia mời gửi câu lời chào tới quý vị khán giả. Kính chào quý vị khán giả. Thì như thông tin chương trình chúng tôi đã đưa thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi live stream về vấn đề chăm sóc vết thương, tức là để quý vị khán giả có cái cách chăm sóc vết thương cũng như là cách nhìn nhận vết thương hợp lý nhất để vết thương nhanh lành nhất. Thì vì là chương trình live stream nên chúng tôi rất là hy vọng quý vị khán giả có thể mình đặt câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi để mà chúng tôi có thể trả lời trực tiếp cho quý vị khán giả về những cái thắc mắc xung quanh vấn đề chăm sóc vết thương. Dạ, Phương xin chào, xin chào MC, trước hết chào MC. Và thường Phương cũng xin chào quý vị khán giả thương mến, được gặp gỡ khán giả nên rất là vui mừng ạ. Dạ, xin cảm ơn sự hiện diện của hai vị chuyên gia. Và đầu tiên xin đặt câu hỏi cho bác sĩ Duyên là định nghĩa vết thương là gì ạ? Về vết thương thì nó là một cái hình ảnh rất là rõ ràng chúng ta thấy, tức là cái mô cơ thể của chúng ta nó bị hở ra với môi trường bên ngoài. Bình thường thì có cái da che phủ, nhưng mà vì một lý do gì đó thì những cái mô bên dưới da, ví dụ như là gân, cơ, thần kinh, mạch máu vân vân, nó để lộ ở ngoài môi trường, và cái lộ đó nó sẽ làm nguy cơ tổn thương những cái mô quý đó, cũng như là cái nguy cơ của nhiễm trùng vết thương. Và có rất là nhiều loại vết thương khác nhau, tuy nhiên vết thương nào đi nữa thì cũng cần phải lành. Dạ, theo bác sĩ Duyên thì có rất là nhiều loại vết thương, vậy vì thì thường gặp những loại vết thương nào và mình sẽ phân loại như thế nào để tiện cho việc chăm sóc vậy chị Hương? Về phân loại thì bên phía điều dưỡng của Phương á, thì được phân làm cái mức độ chăm sóc vết thương, mức độ của nó là được 4 loại. Loại thứ nhất á, là vết thương sạch. Vết thương sạch thì là nó nằm là những loại vết thương ngoại khoa, và nó sẽ nằm được ở không sạch là nó nằm không ở nằm ở vị trí như là đường hô hấp, đường tiết niệu, đường sinh dục và đường bài tiết. Nó sẽ nằm trong chỗ đó thì sẽ dễ bị nhiễm trùng, cho nên là phía vết thương sạch là phải đảm bảo được nằm không nằm ở trong vị trí đó. Dạ. Và vết thương thứ hai là vết thương sạch nhiễm. Vết thương sạch nhiễm là vết thương không có bị nhiễm trùng và không có dấu hiệu nhiễm trùng và được kiểm soát bởi sự nhiễm trùng, và nó nằm trong những vị trí đó là bài tiết, sinh dục, hô hấp và tiết niệu của mình. Và loại thứ ba là vết thương nhiễm. Vết thương nhiễm là vết thương nằm ở vào những vị trí đó, rồi ví dụ như là sau chấn thương và có nhiễm trùng trước mổ, đó là những vết thương nhiễm trùng. Và loại thứ tư là vết thương bẩn. Vết thương bẩn thì vết thương có mủ và có mùi và chấn thương. Đó là 4 loại vết thương như vậy. Phân loại như vậy để mà dễ tiện chăm sóc trên bên phía điều dưỡng của Phương Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của chị Phương Và tại khoa chấn thương chỉnh hình của mình thì mình thường gặp những loại vết thương nào và quá trình lành vết thương diễn ra như thế nào vậy bác sĩ Duyên? Tại khoa chỉnh hình chúng tôi á, thì đa phần là chúng tôi mổ về những cái kỹ thuật cao như là nội soi và tay khớp chẳng hạn. Thì những cái vết thương mà chúng tôi thường gặp nhất là vết thương sau phẫu thuật, nghĩa là bệnh nhân được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trước khi mổ. Sau khi mổ xong thì cũng được chăm sóc vết thương theo kiểu gọi là vết thương cực kỳ sạch luôn. Chính vì vậy á, thì những vết thương đó thì chúng tôi có cái quy trình chăm sóc cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên ngay tại khoa chấn thương chỉnh hình thì chúng tôi cũng có những mặt bệnh khác, nên là những cái vết thương mà nó sạch nhiễm hoặc là nhiễm bẩn giống như chị Phương đã nói thì cũng xuất hiện ở khoa chấn thương chỉnh hình. Và hiển nhiên thì ở khoa thì chúng tôi sẽ cách ly hai cái nhóm vết thương đó ra với nhau. Thì đối với những vết thương mà sạch nhiễm thì chúng tôi có thể gặp ở những bệnh nhân mà thí dụ như là mổ ở trong cái tình huống mà khẩn cấp không có được chuẩn bị kỹ lưỡng chẳng hạn, hoặc là những vết thương nhiễm trùng chúng tôi có thể gặp ở những bệnh nhân mà bị
áp xe, bị viêm mô tế bào hoặc là có những vết thương do loét tỳ đè, thì tất cả các loại vết thương đó đều tồn tại ở khoa chấn thương chỉnh hình Nguyễn Tri Phương. Nói về cái lành vết thương thì thực ra cho dù là vết thương nào đi nữa thì cái quy trình lành vết thương nó cũng gần như nhau, tức là nó diễn tiến qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi mà vết thương xuất hiện thì cơ thể bắt đầu huy động những cái tế bào hồng cầu đến để mà gọi là cung cấp dinh dưỡng, dưỡng chất cho vết thương, cũng như là bồi hoàn lại cái lượng máu thiếu do cái máu từ vết thương nó chảy ra ngoài. Thì chính vì vậy cái giai đoạn đầu đó thì cái vết thương sẽ dễ bị sưng và viêm lên. Sau đó thì vết thương sẽ diễn tiến giai đoạn thứ hai, tức là những cái tế bào bạch cầu sẽ tới và bắt đầu dọn dẹp những cái mô chết cũng như là những cái tế bào vi khuẩn nó gây ra nhiễm trùng. Thì khi đó vết thương có thể tạo ra mủ nếu như mà cái lượng vi trùng nó nhiều hoặc là những lượng tế bào chết nó nhiều. Sau đó thì tới giai đoạn thứ ba là vết thương bắt đầu đầy lên bằng những cái mô hạt. Và tới giai đoạn cuối cùng thì những cái collagen bề mặt vết thương nó sẽ phủ lại và nó hàn kín vết thương. Tuy là đều diễn tiến qua 4 giai đoạn như vậy, nhưng mà mỗi vết thương diễn tiến nó sẽ khác nhau. Nghĩa là những vết thương sạch thì cái sự lành nó sẽ nhanh hơn, và những vết thương mà nhiễm bẩn càng nhiều thì cái sự lành nó sẽ càng kém đi. Và cái giai đoạn cuối cùng của lành vết thương, mặc dù mình nghe nói là chỉ có 4 giai đoạn như vậy thôi, nhưng mà cái giai đoạn cuối cùng thường nó kéo rất là dài. Có nhiều vết thương á, tầm khoảng 4 đến 6 tháng thì nó mới lành hoàn hảo được. Dạ. Cái quá trình lành vết thương á, nó diễn ra nhiều giai đoạn như vậy thì những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới sự lành vết thương ạ? Thì như đã nói với quý vị khán giả, tức là mỗi vết thương cái khả năng lành nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên có rất là nhiều yếu tố nó ảnh hưởng tới chuyện lành đó. Một trong những yếu tố người ta hay nhắc tới, tức là yếu tố của bản thân cái người bị vết thương đó. Cái người bị vết thương mà tuổi càng cao thì cái khả năng lành vết thương càng kém, do cái mô của họ nó bị lão hóa đi. Hoặc là cái người bị vết thương đó có những cái cơ địa mà nó làm cho cái chuyện lành vết thương nó chậm đi. Ví dụ như là những người bị tiểu đường nè, bị suy thận nè, bị những cái bệnh mạch máu mãn tính nè, thì khả năng mà máu nó tới vết thương nó sẽ kém đi. Chính vì vậy nó cản trở cái sự lành vết thương. Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ngay cái thời điểm mà có vết thương nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Có thể trước đó cái người bệnh họ dinh dưỡng rất là tốt, nhưng mà vì lý do gì đó trong cái quá trình hình thành vết thương, có thể là họ đau, có thể là họ đi lại kém, có thể là họ bị yếu tố về tâm lý làm cho cái ăn uống, cái dinh dưỡng không đầy đủ, thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự lành vết thương ngay lúc đó. Và những cái yếu tố cản trở sự lành vết thương bao gồm là những cái dị vật quanh vết thương hoặc là những cái vi trùng nó ăn vào trong vết thương mà mình xử lý không triệt để, thì những cái đó sẽ làm cho vết thương ngày càng chậm lành. Dạ, là người mà trực tiếp mà thăm khám và điều trị cho những người bị vết thương, thì bác sĩ Duyên thấy là nếu mà mình chăm sóc vết thương không đúng cách đó, mình có thể dẫn tới những cái biến chứng gì sau này với cái vết thương đó ạ? Việc chăm sóc vết thương rất là quan trọng. Ngay cả vết thương mà gọi là siêu sạch ở bệnh viện Tri Phương á, nếu mà chúng tôi không tuân thủ đúng quy trình thì sẽ có nguy cơ cái vết thương siêu sạch đó nó sẽ trở thành một vết thương nhiễm bẩn, hoặc là sẽ trở thành một vết thương mà nó sẽ tệ hơn. Và nếu mà chúng ta chăm sóc vết thương không đúng cách thì thường những cái tình huống có thể xảy ra là: thứ nhất là những cái vết thương sẽ có nguy cơ chảy máu và tụ máu nhiều hơn. Hiển nhiên rồi, tức là khi mà chúng ta phẫu thuật một cái vết thương thì chúng ta phải đi một cái đường mổ từ ngoài da vào trong cái mô mình cần sửa chữa. Và sau khi đi như vậy rồi thì chúng ta sẽ cố gắng cầm máu cho thiệt là kỹ để cho nó không chảy máu bên trong. Nhưng mà cho dù cầm máu kỹ cỡ nào đi nữa thì khả năng chảy máu bên trong nó vẫn có. Chính vì vậy trong cái quá trình theo dõi và chăm sóc vết thương thì nếu mà chúng ta theo dõi không kỹ, chúng ta cứ để máu nó chảy bên trong đó mà không được băng ép hoặc là không được làm sạch, thì những cái đó nó sẽ thành máu tụ và nó sẽ trở thành một cái chảy máu tiếp theo ở vết thương, nó làm vết thương nó lâu lành hơn. Hoặc là những cái vết thương mà chúng ta không cách ly tốt với môi trường bên ngoài thì sẽ có nguy cơ nó nhiễm bẩn từ những cái vi trùng ở ngoài da hoặc là ngoài môi trường bên ngoài, nó nhiễm bẩn vào trong vết thương và biến thành một cái vết thương nhiễm trùng. Hoặc là nếu những vết thương mà đã nhiễm trùng rồi, chúng ta chăm sóc không có kỹ thì vi trùng nó không khu trú ngay tại vết thương mà nó có thể là rò ra những cái vị trí xung quanh, nó rò dọc hết những cái tay, những cái chân bệnh nhân. Đó là tình trạng rò vết thương. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp những cái vết thương mà bệnh nhân chăm sóc tại nhà không có kỹ, nó rò ra rất là nhiều và rất là khó để mà chăm sóc những cái vết thương đó. Và đối với những vết thương mà có khả năng lành rồi á, thì nếu mà chúng ta
có cái chăm sóc sau khi vết thương bắt đầu ổn định mà nó không tốt á, thì những cái vết thương lành nó sẽ có nguy cơ nó hình thành sẹo xấu. Cái này là cái mà cũng rất là nhiều người quan tâm. Hiển nhiên là chúng tôi sẽ có một cái chuyên đề riêng về cái sẹo như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Tuy nhiên á, thì cái việc chăm sóc vết thương nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cái chuyện là cái sẹo nó sẽ lành như thế nào. Dạ. Qua chia sẻ của bác sĩ Duyên thì chúng ta có thể thấy đó là nhiễm trùng là biến chứng mà chúng ta sợ nhất của vết thương. Vậy thì theo chị Phương á, để vết thương nhanh lành và tránh tình trạng nhiễm trùng á, thì mình cần làm gì với vết thương ạ? Dạ, để tránh nhiễm trùng thì chúng ta phải có cách là phải thay băng vết thương, hay gọi là mình sẽ chăm sóc cho vết thương. Và mục đích để chăm sóc vết thương là để làm gì? Là để mình ngăn ngừa không có cho cái sự vi trùng ở bên ngoài nó xâm nhập vào. Đó, mình thay băng vết thương. Và thứ hai là để hạn chế sự nhiễm trùng của vết thương, và nó để nó thấm hút hút dịch và làm cho ẩm vết thương tốt hơn, ngăn ngừa. Và cũng thứ ba là để mình che chở vết thương được tốt hơn, che chở để bảo vệ những cái mép của vết thương nó không có bị tổn thương thêm. Và thứ tư đó là nó thấm hút chất bài tiết, chất dịch một cách tốt hơn để vết thương hiệu quả hơn và nhanh hồi phục hơn. Dạ, cảm ơn chị Phương ạ. Vậy những cái vết thương như thế nào thì mình sẽ có chỉ định thay băng, chị Duyên? Nghe tới vết thương thì mình sẽ nghĩ ngay tới cái chuyện là phải thay băng. Ở đây không phải là chỉ định thay băng trên vết thương nào, mà chỉ định thay băng như thế nào trên từng vết thương cụ thể. Ví dụ như là vết thương sạch hoặc siêu sạch thì chúng ta không có cần phải thay băng mỗi ngày. Nếu mà chúng ta xài cái gạt mà có thể quan sát được vết thương tốt, có thể thấm hút tốt, thì nhiều khi sau mổ chúng ta chỉ cần dán cái gạt nó vào thôi. Và tới ngày cắt chỉ thì chúng ta tháo ra và cắt chỉ. Những vết thương mà nhiễm bẩn cần phải cắt lọc hoặc là rửa vết thương mỗi ngày nhiều hơn, thì chúng ta cần phải canh cái thời gian tùy vào chúng ta quan sát vết thương lúc mà chúng ta rửa. Ví dụ như vết thương đó chúng ta thấy rằng là tầm khoảng nửa ngày là cái mô bắt đầu nó diễn tiến tệ hơn rồi, thì khi đó chúng ta xét cái thời gian để mà rửa vết thương là khoảng nửa ngày. Hoặc thông thường thì những vết thương nhiễm bẩn thì chúng tôi hay đặt cái mốc thời gian là 24 tiếng đồng hồ để đảm bảo rằng là những cái mô mà dập nát, những mô hoại tử cũng như là những cái mô nhiễm trùng nó chưa kịp hình thành nhiều thì chúng ta đã rửa sạch nó đi rồi để giữ vết thương ổn định nhất. Hoặc là nếu mà chúng ta có điều kiện sử dụng những cái dụng cụ tiên tiến hoặc là những cái băng gạc tiên tiến có thể loại bỏ những cái nhiễm bẩn, những cái vi trùng đó, thì chúng ta có thể kéo dài cái thời gian phải thay băng ra. Nói tóm lại là tùy cái vết thương mà chúng ta có cái kế hoạch thay băng cho nó phù hợp. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Duyên ạ. Theo em Đức được biết á, thì tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương á, các chị điều dưỡng tại khoa chấn thương chỉnh hình sẽ là người trực tiếp chăm sóc vết thương cho bệnh nhân. Vậy thì cái quy trình này sẽ diễn ra như thế nào, mời chị Phương cùng diễn tả cho quý vị khán giả và bệnh nhân cùng biết ạ. Dạ, Phương xin được giới thiệu các mô hình mà thay băng vết thương. Mỗi ngày công việc của điều dưỡng thường thay băng, cũng giống như những người phụ nữ ở nhà mình sẽ nấu cơm mỗi ngày như vậy đó. Bác sĩ Duyên giúp đỡ nha. Thứ cái nhất này đó, là mô hình của một cái vết thương ha, vết thương mà thông thường thì điều dưỡng ở khoa chỉnh hình thì thỉnh thoảng cũng sẽ phải thay băng những cái vết thương như thế này. Vết thương này là một cái vết loét mạng tính của bệnh nhân mà nằm lâu ấy. Sau đó thì những cái mô bên dưới da bắt đầu nó lộ ra, cái mô ở phía trên nó bị hoại tử và đã được cắt đi rồi. Thì nhìn cái vết thương này nó cũng tương đối sạch nên chúng tôi sẽ thay băng theo cái quy trình thường quy. Và thông thường vết thương này thì mỗi ngày sẽ thay băng một lần. Cảm ơn chị Phương. Rồi trước hết á, mình thì sẽ chuẩn bị cái dụng cụ ha. Khi mình thay băng thì mình sẽ chuẩn bị dụng cụ. Đây là mình sẽ chuẩn bị dụng cụ bộ thay băng trước ha. Rồi. Và nước muối, mình sẽ dung dịch nước muối natri chloride. Và đây là chai bovidin. Và băng keo. Đây là bộ dụng cụ thay băng. Vâng, dụng cụ thay băng này được vô khuẩn, được hấp vô trùng tại của bệnh viện. Với lại một cái kéo khi sử dụng thì cần thiết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Trước khi tiến hành thì mình sẽ nhận định bệnh nhân là bệnh nhân trẻ hay là lớn tuổi, và coi cái mức độ vết thương nằm ở vị trí nào, giống như hồi nãy mình đã nói ha, nằm ở vị trí nào để mình phân loại. Và với người lớn tuổi thì mình sẽ chuẩn bị dụng cụ sao băng keo sao cho phù hợp nữa. Rồi vết thương như thế này thì mình sẽ sử dụng cái dụng cụ nước muối và bovidin để mình pha loãng để giúp bên trong vết thương
Và building chút thì mình sẽ tiến hành dần dần cho các bạn nha. Sau mình nhận định xong thì mình sẽ sát khuẩn tay. Sau khi mình sát khuẩn tay xong rồi thì mình sẽ mở. Vì sát khuẩn tay để tránh nhiễm khuẩn của mình vào trong bệnh nhân là vết thương ha. Quý khán giả chờ đợi một chút nha. Quý khán giả có thể thấy là những cái dụng cụ chúng tôi đều được hấp vô trùng sẵn, và những cái quy trình mà làm thì cũng phải đảm bảo vô trùng. Tại vì là chúng ta thay băng vết thương là chúng ta mục tiêu là chúng ta tránh cái chuyện nhiễm trùng cho vết thương. Nên nếu những dụng cụ chúng ta không đủ đảm bảo hoặc là những cái thao tác chúng ta không đủ đảm bảo thì cái nguy cơ nó nhiễm bẩn nó sẽ nhiều hơn. Tức là mình muốn một cái gì đó tốt hơn nhưng mà nó lại không đạt được hiệu quả mà nó lại tệ hơn cho người bệnh, thì cái điều đó là cái điều không đáng. Và mỗi một bệnh nhân sẽ là một dụng cụ riêng đó các bạn. Để làm cái này mình sẽ có lợi dụng mình làm tấm lót luôn. Chưa, nãy chị chưa bật được cái ấy. Mình sẽ dùng một cái kìm tiếp liệu. Kìm tiếp liệu mình sắp xếp vị trí lại cái dụng cụ trong đây. Đảm bảo làm sao cái cán kềm mình sẽ để 1/3 phía bên ngoài và dụng cụ mình để gần để mình chăm sóc cho tiện hơn. Mình sắp xếp lại vị trí gòn ở trong đây. Thực ra thì có một cái chi tiết mà các bạn nếu mà lưu ý sẽ thấy, tức là bạn Phương thì không có mang cái đôi găng sạch. Thì cái đó tại vì ở trên chương trình chúng tôi không có chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân nên là chúng tôi thể hiện để cho mọi người thấy thôi, nhưng mà thực tế trong cái quy trình chúng ta làm á, thì chúng ta nên mang trước khi mình sát khuẩn tay xong rồi đôi găng sạch. Đôi găng sạch đó không phải là nó tránh nhiễm trùng cho bệnh nhân mà tránh cái tình trạng có thể là những cái lây nhiễm chéo, tại vì chúng tôi phải chăm sóc cho nhiều bệnh nhân trong cùng một ngày. Chính vì vậy những cái găng sạch đó sau khi mà chăm sóc cho một bệnh nhân rồi thì chúng tôi sẽ đổi găng và sẽ chăm sóc cho một bệnh nhân khác. Và sau khi khi mà nhận định tình trạng vết thương chuẩn bị xong, bắt đầu là mình sát khuẩn tay. Sát khuẩn tay xong mình sẽ đeo khẩu trang vào như vậy để hạn chế khi mình khâm xuống mình vi khuẩn của mình cũng vào vết thương ha. Đó, như vậy. Duyên hãy nói chuyện đi. Đó, rồi mình sẽ với vết thương này thì mình sẽ chúng ta nhận thấy là vết thương nó sẽ có hai phần. Một phần là lại cái phần không được da che phủ và một cái phần là có da xung quanh. Thì ở đây chúng tôi có hai cái loại dung dịch khác nhau, một dung dịch là nước muối để rửa sạch vết thương và một dung dịch là dung dịch sát khuẩn. Thì lưu ý rằng là cái dung dịch sát khuẩn chúng ta chỉ sử dụng ở trên bề mặt da mà chúng ta không xài ở trong vết thương sâu. Tại vì nếu mà xài dung dịch sát khuẩn ở trong vết thương sâu thì nó sẽ có nguy cơ làm tổn thương mô nhiều hơn và vết thương sẽ khó lành. Đó. Và ở trong thì mình sẽ pha loãng nước muối và boidin với nhau. Mình pha loãng thôi. Rồi, và cái kìm tiếp liệu, kìm này để dành là mình tiếp liệu dụng cụ để mình chăm sóc. Đảm bảo kìm tiếp liệu thì phải nằm ở bên trên ha. Rồi sau khi mình ấy thì cái kìm chăm sóc mình sẽ nằm ở phía dưới và không có được mà hai cái đầu kìm không được chạm vào nhau. Và khi chăm sóc thì cái kìm chăm sóc tuyệt đối không có được để mũi kìm nó chạm vào cái vị đau, chỗ đau bệnh nhân. Sau khi mình phải đảm bảo được là vết thương mình chăm sóc là từ phía bên trên cao xuống thấp và từ ở bên xa rồi mới trở qua bên gần, và vết thương mình sẽ chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài, và khi sát khuẩn bên ngoài mình cũng như vậy luôn. Bây giờ Phương làm thử nha. Mình sẽ sát khuẩn từ trên cao xuống thấp, từ bên xa đến bên gần. Đó, mình sẽ rửa ha. Sẽ rửa vết thương. Và mình xoay gòn luôn. Xoay gòn ra và bỏ. Những vết thương này thì quý vị khán giả có thể thấy là nó có rất là nhiều ngóc ngách. Và chúng ta sẽ phải rửa sạch hết sạch trong hết. Những cái ngóc ngách đó. Từ trên xuống dưới ha, từ trong ra ngoài. Đó, bỏ. Quay gòn và đi ra luôn. Rồi như vậy xong.
mình sát khuẩn xong, rửa xong cái phần này. Rồi bắt đầu thì mình sẽ xong rồi sát khuẩn bôi lên xung quanh. Vì cái niêm mạc khi mình rửa, thường mình cũng để ý cái những cái khi mình cái độ mạnh nhẹ sao cho phù hợp với lại bệnh nhân và cái vị trí đau cái vết thương này nè, mình sẽ quan sát kỹ. Có những chỗ dễ tổn thương khi mình đụng mạnh quá thì cũng sẽ dễ chảy máu ha, và mình sẽ làm theo mức độ của bệnh nhân đó. Độ đau của bệnh nhân mình cũng quan sát và hỏi bệnh nhân. Cái này chỉ là dựng mô hình lên cho mình dễ thấy thôi nha. Còn khi mà chúng ta thấy bằng bệnh nhân thì chúng ta sẽ không dựng bệnh nhân lại như thế này. Rồi xong, sau khi mình sẽ rửa bên trong rồi mình thì sẽ sát khuẩn bên ngoài. Và cái Boedin này thì chỉ sát khuẩn ở vùng da thôi. Chị Phương có thể chia sẻ với quý vị khán giả thêm, tại vì một câu đó, cái câu hỏi đó cũng nhiều người hay hỏi. Tức là khi mà mình sát khuẩn cái vùng da xung quanh cái vết thương á, thì mình sát khuẩn cái bề rộng nó ra bao nhiêu thì được? Khi mình sát khuẩn thì mình sẽ sát khuẩn á, nguyên tắc sát khuẩn là từ cái mép vết thương là ra ngoài là 3-5 cm. Mình cũng như vậy luôn, sát khuẩn từ trong ra ngoài luôn ha. Bây giờ Phương sát khuẩn cho các bạn coi. Sát khuẩn Boedin nha. Rồi. Đó, cái vùng da là vùng mình không được, là phải đảm bảo đó. Boedin mình sẽ sát khuẩn từ đó. Rồi, từ trong ra ngoài ha, xoay gòn bỏ luôn. Đó như vậy. Mà chúng ta lưu ý ở trên vết thương này thì nếu mà quý vị khán giả nào tinh mắt á, có thể thấy là có một cái vết màu đen ở ngay cái góc khoảng cỡ 4-5 giờ. Thì thực ra đây là cái mô hình, mình không gỡ cái đó ra được. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay băng trên một cái vết thương thực tế đó, thì gặp những cái mô mà màu đen hay hoại tử giống như vậy, thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta gỡ những cái mô đó ra, làm sạch những cái mô đó đi, nếu mà trong quá trình thay băng chúng ta làm được. Còn nếu như mà thay băng không làm được thì chúng ta nên báo cho bác sĩ, để bác sĩ có thể tiến hành một cái cuộc tiểu phẫu để mà cắt những cái mô đó đi, để đảm bảo rằng là xung quanh vết thương nó không còn mô nhiễm trùng và hoại tử nữa đó. Chúng ta sẽ sát khuẩn như vậy, rộng đến 3-5 cm nha, ra ngoài. Sau khi mình sát khuẩn xong, giống như nãy bác Duyên nói, thì mình sẽ lưu ý ghi chú lại những cái chỗ nào mà nó còn chất nhầy hay là dịch tiết hay là mủ hay là cái gì đó, thì mình sẽ ghi chú lại để mình báo cho bác sĩ, cho bác sĩ điều trị và ghi chú lại hồ sơ. Xong sau khi vậy thì mình sẽ dùng gạt để mà mình chậm khô. Mình dùng gạt, cái gạt á, khi mình chậm khô bên trong đây thì mình sẽ dùng gạt mình chậm khô, không dùng gòn viên nha các bạn. Sẽ dính những cái lông gòn vào trong vết thương, mình cũng chậm khô và từ ở phía bên trong luôn ra tới bên ngoài luôn ha. Mình chậm khô, sát khuẩn xong rồi này. Rồi. Và có những chỗ nó còn ướt ướt như vậy mình cũng phải sát khuẩn, rồi mình phải để vết thương luôn khô ráo ha. Rồi. Sau khi vậy thì chúng ta sẽ dùng gạt để mà chúng ta sẽ ngoài cái việc mà thường quy chúng ta dùng cái gạt như thế này, mình sẽ che chở vết thương. Là thay băng xong chúng ta phải che phủ vết thương. Che phủ vết thương. Và đối với những cái vết thương mà lớn như thế này, mô bên dưới nó lộ ra nhìn như thế này, thì ngoài cái chuyện che phủ bằng gạt như thế này, thì nếu được chúng ta nên có một lớp gạt chống dính để mình đặt lên trên bề mặt vết thương, để sau khi băng cái gạt lên rồi thì vết thương sẽ được giữ ẩm tốt hơn, và khi thay băng cho bệnh nhân, mỗi lần thay băng thì sẽ đỡ đau hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ cầm dùng cái gạt đơn thuần như thế này thì sau khi thay băng xong thì nhiều khi chỉ cần lúc mình mở ra thôi thì bệnh nhân sẽ đau rất là nhiều và nguy cơ chảy máu của vết thương nó sẽ cao hơn. Đó, mình thì sẽ như bác sĩ nói là mình sẽ có một cái lớp ha để phủ ở trong chỗ niêm mạc đây, xong rồi mình mới dùng cái gạt này, mình thì sẽ che che phủ lại 3-5 cm ha. Cũng phải đảm bảo che phủ vết thương luôn, 3-5 cm luôn. 3-5 cm từ mép vết thương ra ngoài, tức là mình ngoài. Sẽ phải che phủ được hết những cái đó. Thank you.
Phương thì sẽ làm tượng trưng cho các bạn xem nha. Rồi một sau khi mình sẽ dán cái băng keo cố định để che đỡ vết thương lên nha. Khi dán thì chúng ta sẽ dán ở phần ở bên đây trước, à, chính giữa trước giúp đỡ. Rồi mình sẽ dán ở đây trước, cố định an toàn vết thương, à, để tránh vết thương bị sút ha. Trong ngày tại 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thường vết thương thường quy hay là mỗi ngày mình sẽ thay băng một lần đó, hoặc là khi bị thấm ướt dịch tiết, à, mình sẽ thay, hoặc khi bệnh nhân đi vệ sinh hoặc là gì đó nó bị ướt, tại cái vị trí vùng này là dễ bị nhiễm khuẩn nhất, là nó nằm ngay cái vị trí này dễ mình đi vệ sinh đó, dễ ướt. Ừ, đó. À, có một bạn khán giả thắc mắc là thấy trên phim thường là ta dán theo hình chữ thập, mà sao ở đây chị Phương lại dán theo cái hình là ba cái song song như thế này, thì dán như thế nào mới gọi là đúng? Thường là khi mình như thường là mình dán cái giữa đây, xong rồi nguyên tắc mình sẽ dán ở đây, mà vì ngay cái chỗ này thì sẽ dễ thấm ướt, như chỗ này là ngay cái kẽ của vết thương sẽ bị dễ bị lây và nhiễm lên đây, nhiễm lên trên vết thương. Bệnh nhân nằm khi tư thế nằm á, hoặc là co duỗi, những có những cái ví dụ như vị trí ở vùng gối hoặc là vùng đi ở gối mà mình tay cũng được, mà mình dán như vậy thì họ co duỗi đó thì nó sẽ xúc băng keo hết à, còn dán như vậy thì nó sẽ chắc, nó dễ hơn, khó hơn. Dạ. À, như vậy nghĩa là chúng ta dán như thế nào cũng được, miễn sao mà chúng ta cố định vững chắc được cái miếng băng này, và miếng băng nó vẫn tiếp tục nó che phủ, nó áp sát vào vết thương khi chúng ta di chuyển, thì đó là cái cách dán đúng nhất. Tuy nhiên đây là quý vị khán giả có thể thấy là cái cách, cái quy trình mà chúng ta, tôi thay băng một cái vết thương thông thường. Tuy nhiên chúng tôi có những cái cách khác hơn nữa để có thể giúp cho vết thương nó nhanh lành hơn, đó là chúng tôi ứng dụng những cái kỹ thuật tiên tiến trong cái việc sử dụng những cái băng gạc vân vân, tức là không chỉ đơn thuần chỉ là loại gạc này đâu, nó sẽ có những cái loại gạc khác nữa, nó giúp cho chúng tôi có thể là giữ cái vết thương nó môi trường lành tốt hơn, cũng như là hạn chế cái chuyện là phải thay băng đi thay băng lại mỗi ngày. Thì ở đây chúng tôi cũng có một vài cái gạc như vậy để quý vị khán giả có thể tham khảo thêm. Chị Phương gửi cái này đã giúp mình cái. Sau khi mình thì Phương sẽ giới thiệu thêm một cái loại gạc mới. Đây có cái loại gạc này, nó cái form mới này sẽ thay thế cho cái này, loại tiên tiến, loại mới giúp cho bệnh nhân được đỡ đau và có nhiều cái lợi hại hơn nữa. Bác sĩ sẽ giới thiệu cho các bạn. À, chị Phương cho em mượn cái miếng miếng dưới đúng không? Miếng dưới đây. Ở đây quý vị khán giả có thể thấy á, là hiện tại bây giờ các hãng sản xuất băng gạc họ có thể sản xuất những cái gạc nó tối tân như thế này, tức là một cái gạc mà nó chứa nhiều tác dụng. Ví dụ ở đây chúng ta thấy nó giống như một cái miếng băng mỏng, lúc nãy chúng ta băng bề ngoài bề mặt da, nhưng mà thực ra không phải. Cái băng này được thiết kế theo một cái cấu trúc đặc biệt, nghĩa là khi mà chúng ta đặt vào sâu bên trong vết thương như thế này, chúng ta đưa những cái băng vào trong những cái ngõ ngách vết thương như thế này, thì cái băng này nó có khả năng nó thấm hút dịch rất là tốt. Và khi mà dịch thấm vào trong cái băng này rồi thì cái băng nó sẽ nở ra và nó giữ dịch ở trong cái băng luôn, cũng như là cái băng nó thiết kế nó giữ luôn được luôn cả vi khuẩn ở bên trong băng, cũng như là có những cái ion bạc ở trong băng nó sẽ có chức năng nó diệt khuẩn. Thì khi mà thay băng, nếu mà chúng ta đặt được cái gạc bên trong như thế này thì cái môi trường vết thương nó sẽ chậm bị nhiễm khuẩn hơn, và chúng ta có thể là kéo dài cái thời gian thay băng, giảm cái sự đau đớn cho người bệnh. Và hiển nhiên là sau khi mà băng cái này xong rồi thì sẽ có thêm một cái băng gạc lót ở bên ngoài để giữ cho cái môi trường vết thương nó tốt. Thì những cái băng gạc lót bên ngoài cũng được thiết kế sẵn như thế này, tức là sẽ là một cái băng gạc có nhiều lớp, bao gồm lớp trong là để giữ cái môi trường ẩm, lớp ngoài là để cách ly với môi trường bên ngoài, và chúng ta có nhiều cái kích cỡ khác nhau để có thể đặt lên vết thương. Chỉ cần canh cái kích cỡ vừa đủ và canh cái vết thương vừa đủ, chúng tôi đặt lên vết thương và sau đó chúng tôi dán lại thì hoàn toàn có thể che phủ và bảo vệ được vết thương rất là tốt. Thì đây là những cái gạc tiên tiến. Tuy nhiên để sử dụng những gạc tiên tiến này thì hiển nhiên là chúng ta phải tốn thêm một xíu chi phí, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không quá nhiều đâu. Với cái khả năng mà nó làm được vết thương tốt thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta xài những cái gạc tốt hơn như thế này. Và bây giờ Phương sẽ mở và dán thử cái loại như này cho các bạn nha. Sau khi mình cái này mình sẽ dán ngang không không
chúng ta sẽ mở cái đầu ra như thế này. Giống như nãy vết thương mình đã làm sạch hết, là rửa sát khuẩn rồi xong hết rồi, được lót miếng này trong rồi để hút rồi. Chúng ta sẽ canh nhắm chừng cái vết thương sao cho cân đối và nó che được đủ 3-5 cm vết thương luôn, và kính luôn để mình nhắm chừng sao cho an toàn. Rồi. Rất là dễ, cái này nó mình giống như băng keo, giống như mình băng băng keo cá nhân ở nhà mình làm như vậy vậy đó. Và rất là tiện và rất là đẹp và thẩm mỹ, mà lại mềm mại dễ chịu, nó đàn hồi theo cái da của bệnh nhân nữa, theo của chúng ta, cho nên rất là dễ chịu. Dễ chịu không các bạn? Đó, Phương sợ vô cũng cảm thấy dễ chịu rồi đó. Nhìn chị Phương làm mà thấy được cái sự mềm mại ở trên cái vết thương luôn. Vâng, chúng ta sẽ làm như thế. Coi những cái kính chưa, những cái chỗ này rồi. Kính chưa. Sau khi kính xong là mình sẽ tháo cái này ra đúng không chị? Đúng rồi. Đó. Cho nó được dính ra hết. Đây, đó, nó có chỗ để tháo ra ngoài như thế này. Bốn chỗ để tháo ra ngoài, đúng rồi. Rất là đơn giản ạ. Cực kỳ đơn giản luôn. Thường á, đặc điểm của những cái gạt này á, là sau khi mà băng lại như thế này rồi thì chúng ta có thể tắm rửa mà nước không sợ vào trong vết thương luôn. Tại vì á, là những cái miếng màng phim này nè dán vào xung quanh da nó ôm rất là chắc và ôm ra cách ngoài cái mép vết thương khoảng 3-5 cm, nên chúng ta hoàn toàn có thể tắm rửa hoặc là vệ sinh cho người bệnh tốt nếu mà chúng ta xài được những cái gạt như thế này. Như vậy đỡ cho bệnh nhân biết bao luôn. Vì có nhiều bệnh nhân nằm ở trong viện là 24 tiếng hồ nằm á, rất là hầm, rất là nóng, rồi họ đau quá cho nên hạn chế, không có dám nhúc nhích, không xoay trở, và nằm như vậy thì cái sự loét và tì đè nó lại nhiều hơn. Và nếu mà có được cái này thì quá là tốt, vì băng keo kia thì sẽ sao dễ xúc mồ hôi ra, lại bong băng ra, bong cái băng keo ra. Nhưng mà cái này thì quá là mềm, rất là dễ chịu luôn. Và êm, bệnh nhân êm, nằm không có bị cấn và khó chịu. Không có nhiều người bệnh nhân dị ứng với băng keo nữa. Mà cái này thì tránh giảm đi cái sự dị ứng luôn. Đó là việc chúng tôi có thể ứng dụng được những cái tiên tiến trong những cái băng gạc để chúng tôi chăm sóc những cái vết thương. Thì hiển nhiên quý vị khán giả có thể thấy rõ ràng rằng là nếu như mà những vết bệnh nhân mà có những cái vết thương mãn tính mà được chăm sóc bằng những cái băng gạc như vậy, thì cái việc chăm sóc bệnh nhân nó sẽ được tốt hơn, cái việc đau đớn bệnh nhân nó sẽ được giảm xuống và khả năng lành vết thương nó sẽ cao hơn. Hiển nhiên là như vậy rồi. Dạ, cảm ơn chia sẻ quy trình của chị Phương và bác sĩ Duyên ạ. Thì qua đó quý vị khán giả cũng đã hiểu hơn về quy trình chăm sóc vết thương. Thì bác sĩ Duyên có thể đưa ra cho quý vị khán giả biết đó là những lưu ý trong quá trình chăm sóc vết thương thì mình cần lưu ý những gì không ạ? Cái lưu ý đầu tiên mà sau khi mình coi cái cách thay vậy rồi á, là mình đừng tự làm theo. Tại vì nếu như mà quý vị khán giả không có chuyên môn về điều dưỡng chẳng hạn mà mình làm theo á, chưa chắc gì mình đúng đâu. Tại vì cái yêu cầu quan trọng nhất khi mình thay băng đó là phải đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn, nghĩa là mình đừng có làm nhiễm bẩn cái vết thương theo. Mà chúng tôi muốn học cái nguyên tắc vô khuẩn đó, chúng tôi tốn khá là nhiều thời gian, nên là mình không thể nào dựa vào một cái video mình coi như vậy mà mình có thể đảm bảo được cái nguyên tắc vô khuẩn đó. Nhưng mà chúng ta có thể quan sát cái cách làm để chúng ta biết được rằng là một cái quy trình thay băng vết thương cho người nhà mình như vậy nó đã ổn hay chưa. Chúng ta có thể góp ý thêm là cần phải làm gì để mà cho cái quy trình thay băng vết thương nó ổn hơn. Tại vì á, nhiều khi giả sử như chúng ta có thể gặp cái tình huống á, là mình về ở nhà mình quá xa đi, mình không thể nào mà mình tới bệnh viện để mình rửa vết thương mỗi ngày được, mình phải tự chăm sóc vết thương ở nhà, thì mình mời một bạn có thể là chưa phải là điều dưỡng thực thụ, chỉ là mới là sinh viên thôi, bạn ghé tới nhà mình bạn rửa vết thương. Những bạn đó đã được học rồi, tuy nhiên á, cái học của các bạn nó chưa thực sự là hoàn hảo, thì chúng ta có thể quan sát thêm, chúng ta đặt câu hỏi cho bạn là tôi thấy là thay băng nó phải như thế này mà sao cái chỗ này nó hơi khác chút xíu, thì chúng ta có thể góp ý những cái đó để giúp cho người nhà của chúng ta đạt được tốt hơn trong cái chuyện thay băng. Và lưu ý nữa là khi thay băng á, thì con mắt rất là quan trọng. Tức là chúng ta phải quan sát thử là cái vết thương tại thời điểm hiện tại nó như thế nào. Có thể ngày hôm trước nó tốt đó, nhưng mà tới ngày hôm nay vết thương bắt đầu nó tệ hơn và nó nhiều mô nhiễm khuẩn hơn. Và ngoài cái chuyện mà ghi chú đó, chúng ta phải báo cho những người có trách nhiệm. Thí dụ như là bên điều dưỡng thì sẽ báo cho bác sĩ rằng: bác sĩ ơi, hôm nay vết thương có một cái bộ phận mà bị hoại tử mà chúng tôi không xử lý được khi mà thay băng vết thương. Thì khi đó bác sĩ sẽ tiến hành những cái xử lý tiếp theo để đảm bảo là vết thương tốt nhất có thể. Và những cái mà lưu ý khi mà
bạn Phương thay băng lúc nãy các quý vị khán giả có thể thấy, tức là mình thay băng sẽ phải theo một cái quy trình, chúng ta sát khuẩn bên trong như thế nào, sát khuẩn bên ngoài như thế nào, chúng ta sẽ phải rửa từ trong ra ngoài như thế nào, những cái quy trình đó chúng ta phải đảm bảo để loại sạch vi trùng một cách tốt nhất. Đó là những cái lưu ý mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta thay băng vết thương. Ngoài ra thì cái lượng dịch của cái thay băng vết thương cũng là một cái mà chúng ta cần phải chú trọng. Tức là tùy cái loại vết thương mà chúng ta sẽ quyết định là cái đó cần thay băng mỗi ngày, hay là thay băng 2 ngày một lần, hay thay băng 3 ngày một lần. Đó là dựa vào cái lượng dịch tiết. Giả sử như những vết thương mà dịch tiết nó ít hoặc nó khô á, thì không nhất thiết là chúng ta phải thay băng mỗi ngày một lần. Hoặc là nếu như những vết thương mà dịch tiết nó nhiều hơn một chút xíu, thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta thay băng sát hơn, hoặc là chúng ta lựa chọn những cái loại gạc mà nó có thể thấm giữ được dịch tốt hơn. Và những cái gạc chúng ta nên có cái phần phủ bên trên nó trong, để khi mà cái dịch nó thấm vào trong gạc nó nhiều lên thì chúng ta có thể quan sát được trực tiếp, và chúng ta có thể tháo ra để thay băng tiếp tục nếu mà cần thiết. Và nếu mà lượng dịch nhiều quá thì chúng ta có thể cân nhắc mình đổi một cái phương pháp điều trị khác, có thể là cần phải phẫu thuật cắt lọc làm sạch vết thương, có thể là phải đặt máy hút để mà hút những cái dịch đó đi, để đảm bảo rằng là vết thương nó lên tốt và dịch nó giảm trở lại. Thì mình phải quan sát những cái đó để mà mình có cái xử lý hợp lý cho cái vết thương này. Dạ, cảm ơn bác Duyên ạ. Mình rất là sợ cái biến chứng nhiễm trùng vết thương á. Vậy thì để người nhà biết là vết thương như thế nào là nhiễm trùng thì mời bác sĩ Duyên chia sẻ cùng với người nhà, để người nhà chăm sóc thì biết là trong viện và ngoài viện á, thì như thế nào là nhiễm trùng vết thương. Cái vấn đề nhiễm trùng vết thương là vấn đề muôn thuở, và hiện tại bây giờ thì người ta cũng rất là ngại cái chuyện đó. Tại vì chúng tôi đang làm ở trong môi trường bệnh viện, chúng tôi ghi nhận được rằng là cái tình trạng nhiễm trùng vết thương nó đang tăng dần, thưa quý vị khán giả. Tức là hồi xưa thì bệnh nhân mà gọi là bị vết thương ở nhà có thể là xử lý làm sạch vết thương thôi, xong rồi tự ở nhà tự chăm sóc vết thương này kia, không vào viện luôn, thì cái khả năng mà chống nhiễm trùng của cơ thể của chúng ta cũng khá là tốt. Tuy nhiên gần đây thì những cái chăm sóc giống như vậy nó không phù hợp nữa, có thể là do chúng ta bắt đầu có những cái bệnh nền nhiều hơn, hoặc là có thể bây giờ hiện tại cái môi trường nó không còn gọi là trong lành như hồi xưa nữa, thì cái nguy cơ nhiễm trùng nó tăng lên. Và cho dù chúng ta chăm sóc vết thương kỹ đi nữa thì nó vẫn có nguy cơ nhiễm trùng. Thì như bác sĩ Đức có nói, làm cách nào để chúng ta biết được là vết thương nó đang nhiễm trùng? Cái đơn giản nhất là chúng ta thấy rằng vết thương của chúng ta nó tấy đỏ, nó không được sạch đẹp giống như bình thường, mà những cái mô xung quanh bắt đầu nó đỏ ra, và cái lượng dịch tiết của vết thương nó tăng lên. Giả sử như vết thương bình thường nó vẫn tiết dịch, nhưng mà ngày hôm trước nó tiết ít, ngày hôm sau nó ít đi, tự nhiên đùng một ngày cái nó tăng nhiều lên, nghĩa là cái tình trạng nhiễm trùng nó đang không ổn định. Và nếu mà chúng ta nhiễm trùng nặng hơn thì vết thương có thể là chảy mủ, chảy dịch đục hôi, hoặc nặng hơn nữa là có thể là sốt ly bì, và người lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, ăn uống không thoải mái, thì chúng ta có những cái triệu chứng đó thì nên ghé tới bác sĩ để bác sĩ có thể nhận định được là liệu cái này có phải là nhiễm trùng vết thương hay không, hay là do một nguyên nhân gì đó khác, hoặc là đánh giá đúng cái mức độ nhiễm trùng vết thương. Tại vì thực sự cũng đáng tiếc là chúng tôi có gặp một vài tình huống bệnh nhân họ bị nhiễm trùng vết thương mà họ không biết, họ ở nhà họ tự chữa, tự điều trị, sau đó họ vào viện với một cái tình trạng khá là nặng nề, tức là lúc đó tri giác còn không tỉnh táo nữa, do cái tình trạng nhiễm trùng nó không chỉ khu trú ở vết thương mà nó đi vào trong máu, nó gây ra nhiễm trùng huyết. Thì nên có cái sự gọi là tương tác với bác sĩ để chúng ta biết rằng là vết thương của chúng ta có ổn hay không. Dạ, cảm ơn bác sĩ Duyên ạ. Và câu hỏi tiếp theo xin được đặt cho chị Phương, đó là một bạn ở nhà xa nên là bạn sẽ muốn tự thay băng, có được không? Và bạn sẽ dùng oxy già để đắp lên vết thương. Phương xin trả lời. Với những vết thương mà ở nhà mà mình không có an tâm, không có đủ dụng cụ, vì dụng cụ phải được hấp vô trùng, thì mình nên đến trạm y tế gần nhà nhất để mình rửa vết thương. Và còn oxy già đó thì chỉ khi nào mà mình bị chấn thương lần đầu mình mới rửa oxy già một chút, một lần đầu, rồi bắt đầu mình phải rửa lại nước muối, chứ không phải sử dụng oxy già mà trong mỗi lần rửa vết thương là không tốt. Điều đó là không được à. Dạ, không nên. Dạ, câu hỏi tiếp theo đó là oxy già thì có sử dụng để đắp lên vết thương được không chị? Dạ không được luôn ạ. Vì oxy già sẽ làm phỏng cái niêm mạc vết thương. Dạ không tốt mà. Thực ra thì cái oxy già nó được xếp vào cái nhóm gọi là thuốc sát khuẩn, chứ không phải là dung dịch rửa vết thương. Thì cái giá trị lớn của oxy già khi mà mình
chăm sóc vết thương ban đầu giống như chị Phương nói đó, là cái khả năng sủi bọt, tức là những vết thương mà chúng ta thấy nhiễm bẩn nhiều chẳng hạn, thì chúng ta có thể là mình cho oxy già vào để những cái sủi bọt nó có thể lấy đi những cái mô bẩn. Tuy nhiên sau khi mà rửa bằng oxy già rồi thì chúng ta phải rửa lại bằng nước muối để đảm bảo là mình rửa sạch cái oxy già đó đi, cái oxy già đó nó không còn tồn tại trong mô, tại vì nếu mà nó tồn tại lâu quá thì nó sẽ gây phá hủy mô. Nên đó, và những cái vết thương mà chăm sóc sau đó, nếu mà chúng ta thấy cái tình trạng nhiễm trùng nó cải thiện tốt rồi á, thì chúng ta không nên sử dụng oxy già vào trong cái mô sâu vết thương nữa. Về mô bề mặt thì sao? Thì thực ra thì cái oxy già nó, cái giá trị bảo vệ ở bề mặt nó không có nhiều. Để mà bảo vệ bề mặt thì chúng ta cân nhắc sử dụng những cái thuốc sát khuẩn mà nó có thể tồn tại lâu hơn, thí dụ như là bovidin iốt hoặc là thuốc tím chẳng hạn, để dùng ở bề mặt vết thương. Nên trong câu hỏi của bạn, một câu hỏi mà chúng tôi cũng thỉnh thoảng cũng gặp một vài bệnh nhân hỏi, tức là bây giờ ở nhà không tự chăm sóc được, không nhờ ai về nhà chăm sóc được thì chăm sóc như thế nào? Thì thực ra thì nếu mà chúng ta vào tình huống khó như vậy á, thì nếu mà cân nhắc có thể là cho bệnh nhân ở đâu đó ở trọ gần bệnh viện một thời gian, hoặc là có thể là mình vô một cái trạm xá nào đó gần nhà để cho có, tại vì thực ra thì chơi vùng sâu vùng xa đi nữa thì cũng sẽ có những cái trạm xá nhỏ nhỏ, mình có thể ghé đó để cho những cái người chuyên về cái chuyện đó họ chăm sóc cho mình tốt hơn. Còn nếu như trong trường hợp bất khả kháng lắm thì khuyên các bạn nên đi học một khóa nhỏ nhỏ về cái cách thay băng như thế nào cho đúng để mình về mình làm cho người nhà. Nhưng mà cân nhắc đi, cái chuyện mà đi học một khóa đó với cái chuyện để mà đưa vô một cái người chuyên nghiệp chăm thì mình nên lựa chọn cái nào cho đúng. Dạ, và xin được cảm ơn sự chia sẻ từ hai chuyên gia. Và qua chương trình á, chúng ta đã hiểu hơn về quy trình chăm sóc vết thương. Nếu như trước đây chúng ta tưởng chừng như nó rất là đơn giản, nhưng mà để đảm bảo cho chăm sóc vết thương được vô khuẩn và vết thương nhanh lành thì là yếu tố thiết yếu mà chúng ta cần quan tâm. Do đó, việc chúng ta có một điều trị thích hợp là điều vô cùng quan trọng. Và xin cảm ơn chia sẻ quý báu đến từ bác sĩ chuyên khoa Võ Châu Duyên và chị Diễm Phương ạ. Và xin chúc cho hai anh chị luôn có nhiều sức khỏe và được sự hỗ trợ từ hai anh chị là niềm vinh dự của trung tâm truyền thông ạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Đức, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay. Chúc quý vị một buổi cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin cảm ơn. Xin chào ạ.